Các bạn, trong video ngày hôm nay, iTrain sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện dò tìm truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Thì để dò tìm truy xuất dữ liệu, ta sẽ sử dụng hàm index kết hợp với hàm match. Trên đây là bảng phân loại bánh, ta sẽ dò tìm truy xuất dữ liệu tên bánh tương ứng với thương hiệu và khối lượng như sau. Đầu tiên, ta sẽ nhập hàm index và kéo chọn bảng loại bánh đồng thời cố định công thức lại bằng Fn cộng với F4. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ nhập hàm match, chọn tên hãng, kéo chọn cột từ loại bánh đến kinh đô và cố định công thức. Sau đó nhập số 0 để dò tìm chính xác tuyệt đối. Và cuối cùng nhập hàm match, chọn khối lượng và kéo chọn hàng từ loại bánh đến 20g và cố định lại. Sau đó thử đối chiếu tên bánh Spring, khối lượng 65g, thương hiệu Orion theo bảng phân loại bánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iTrain Group.